Cả mọi người, đây là xe của công an Hà Nội FC. Đây các cầu thủ, các ngôi sao của công an Hà Nội FC và đội tuyển Việt Nam đang đổ bộ xuống. Đây các ngôi sao. Mọi bình nè. Đây là các cầu thủ. Đây là Philip Nguyễn, thủ môn mới từ Séc và Suzu về thi đấu. Rất nhiều fan hâm mộ. Đấy, Philip Nguyễn. Rất là đông. Quan hậu rồi. Tấn Tài. Đây cầu thủ Quang Hải. Quang Hải hôm nay là rất là đông người. Rất là nhiều ngôi sao của đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam. Hậu cần rất là nhiều bóng nước đá. Không được, nó bỏ lấy bố mà. Câu lạc bộ bóng đá trận đấu này đầy đủ các ngôi sao như Quang Hải, Philip Nguyễn. Chúng tôi có thắng được không? Câu lạc bộ bóng đá công an Hà Nội FC. Video trước trận đấu công an Hà Nội FC và Hồng Lĩnh FC vòng 1 giai đoạn 2 đến đây kết thúc. Cảm ơn mọi người theo dõi, mọi người ủng hộ cách bấm đăng ký kênh. Xin chào và hẹn mọi người các video tiếp theo.